cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo Điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với News Nation, ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. nói rằng ông hiểu tác động của vụ việc xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania. Ông Kennedy chứng kiến vụ ám sát cha mình Tại cuộc vận động tranh cử ở Los Angeles khi ông mới 14 tuổi, ông nói: "Tôi từng trải qua điều này với chính gia đình mình. Tôi ở bên bố tôi khi ông qua đời ở Los Angeles. Thông điệp của tôi gửi tới mọi người là tất cả chúng ta phải từ bỏ bạo lực. Chúng ta phải từ bỏ không chỉ bạo lực mà cả thù hận và cay độc." Ông Kennedy tin rằng có những điểm tương đồng giữa thời điểm chính trị hiện nay và những năm 1960 khi cha ông chú ông và nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr. bị ám sát trong bối cảnh bất ổn chính trị và mâu thuẫn chủng tộc gia tăng. Ông nói, khi chú tôi bị ám sát năm 1963, thời điểm có sự chia rẽ giống như bây giờ. Khi cha tôi bị ám sát, đó là thời điểm có lẽ chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ kể từ nội chiến. Và hôm nay, chúng ta quay trở lại môi trường như vậy. Ông Kennedy chia sẻ với gia đình ông Trump và gửi lời chia buồn tới gia đình của khán giả qua đời khi tham dự cuộc vận động. Trong lịch sử nước Mỹ, cho đến nay đã có bốn vị tổng thống thiệt mạng vì bị ám sát. Ông Abraham Lincoln là tổng thống đầu tiên thiệt mạng do bị ám sát. Ông bị bắn vào sau đầu năm 1865 trong lần xuất hiện tại nhà hát Fox ở Washington DC bởi John Wilkes Booth, một diễn viên trong vở kịch đêm đó. Booth bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt, bị bắn vài tuần sau đó ở Virginia. Tổng thống James Garfield bị bắn tại một nhà ga xe lửa ở Washington DC. Vào tháng 7 năm 1881, ông qua đời vì vết thương vài tháng sau đó, vào tháng 9 ở New Jersey. Tổng thống Garfield bị bắn bởi Charles Guiteau, một người bất mãn mắc bệnh tâm thần, tức giận vì không nhận được việc làm trong chính quyền của ông Garfield. Guiteau bị kết án và treo cổ trong cùng năm. Tổng thống William McKinley bị bắn vào tháng 9 năm 1901 tại Buffalo, New York bởi Leon Season một kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ. Tổng thống John F Kennedy bị tay súng bắn tỉa Lee Harvey Oswald ám sát tại Dallas vào tháng 11 năm 1963 khi ông đang trên xe limousine mui trần. Oswald bị bắt vài ngày sau vụ xả súng. Oswald đã bị Jack Ruby, một ông chủ sở hữu hộp đêm ở Dallas, bắn chết. Sau đó, Robert F Kennedy, em trai của tổng thống John F Kennedy, là thượng nghị sĩ của New York khi ông tranh cử tổng thống vào năm 1968. Robert F. Kennedy bị bắn tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles vào đêm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở California. Robert F. Kennedy bị trọng thương khi Sirhan Sirhan, 24 tuổi, một người Palestine, bắn bằng súng lục được cho là để trả đũa việc ông ủng hộ Israel sau chiến tranh 6 ngày năm 1967. Robert F. Kennedy qua đời sau đó 25 giờ. Sirhan đã bị bắt, bị xét xử và bị kết án vụ ám sát kennedy giống như anh trai ông vẫn tiếp tục là chủ đề được phân tích rộng rãi với nhiều thuyết âm mưu